Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để hô biến từ một chữ B thành một con bướm hoặc là con bọ nha. Ok, vậy là mình đã có một con bướm hoặc là một con bọ thiệt là đẹp rồi. Mình chúc các bạn thành công trong cái con tiếp theo này và các bạn hãy chờ con tiếp theo nữa nha. Bởi vì là mình sẽ còn rất rất là nhiều những con thú vị nữa chứ không chỉ là có những con này thôi đâu. Nên là các bạn hãy chờ nha. Chúc các bạn thành công. Bye bye.